Hello, xin chào toàn thể mọi người nha. Hôm nay Vũ chia sẻ với mọi người một bền mới về gãng tí nha mọi người. Thì bền mất gãng tí thì nó có rất là nhiều nguyên nhân nha mọi người. Thì hôm nay Vũ mới khắc phục được một căn bền là bền gãng tí là kiểu nguôi thì nó nổ bình thường nha mọi người. Nhưng mà nóng ạ thì nó chạy điên và nó tắt đấy, thì căn bền này thì chính vụ chính con máy của vụ đấy nha mọi người. Thì hai ngày hôm nay là vào rừng là phải về nha mọi người. Thì hai ngày nay là nó vật vụ rất là mệt mỏi với nó. Thì vì là không tìm ra được nguyên nhân là do đâu là nó bị nha mọi người. Thì nguyên nhân mà nó mà mất gắng tí khi nó nguôi mà nó mất gắng tí thì nó dễ thôi, còn mà nó nóng lên mà nó mất gắng tí mới khó nha mọi người. Đấy thì hôm nay Vũ đã khắc phục được tình trạng là bên là gọi là ung thư nha mọi người, bên này gọi là ung thư luôn á. Vụ là hai ngày nay là nó vật, hai ngày nay là nó vật vụ chịu không nổi nha mọi người. Đấy thì để mà chỉ cho mọi người mà chia sẻ cho mọi người để biết á, thì hôm nay Vụ mở cái bình xăng này ra. Đây đây là bình xăng máy của Vụ nha mọi người, máy ở tinh nhưng mà bình xăng này đây, Yamaha chính đó. Thì từ đời 22 đến 23 nha mọi người, kể cả 381 nha mọi người, thì bình xăng là đều như thế này nha mọi người. Đây thì bác nào mà không tin thì cứ mở máy mình ra xem là biết rồi. Thì như Vũ lúc trước Vũ có làm video chia sẻ với mọi người đó, thì linh kiện là của Đức, sản xuất thì tại Brazil, theo công nghệ của Đức. Nhưng mà lắp ráp thì tại Trung Quốc. Thì những cái phần mà chủ yếu là cái phần nói chung mấy cái mà không quan trọng lắm á thì người ta sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người. Không phải là Trung Quốc sản xuất, nhưng mà cái nhà máy của tính á, nó đóng tại Trung Quốc. Thì nó khi mà nó sản xuất á thì nó phải đóng dấu với đấy nha mọi người. Rồi, quay lại vấn đề chính là để khắc phục được cái tình trạng mà nguôi máy á thì gắng tí là bình thường nha mọi người, nhưng mà đến khi nó nóng á là nó chạy điên với lại là nó không nổ, nó chạy điên với là nó mất gắng tí. Thì đây nó bị kể cái này nha mọi người. Đây cái này là cái cuộn bao tử. Thì Vũ hay thường chị nói cho mọi người cái cuộn bao tử thì có một số bà không hiểu cái cuộn bao tử là cái gì, thì là cái này nha mọi người. Đây cái này, cái mà bắt ở bình xăng có nha mọi người. Thì khi cái bình xăng có mình ráp vào như thế này thì nó sẽ có một cái ống nhựa nha mọi người. Cái này thì kiểu như cao su, nó như cao su nha mọi người. Nó bắt cái từ cái này để bắt từ bình xăng có vào nong nha mọi người. Thì mình nhìn bên này ạ, bên này mình cũng không thể làm cho mọi người, nó ở trong này. Đấy, thì mà khi bị mất gắng tí thì mình Vũ nói mà cái cuộn bao tử thì là cái này nha mọi người. Đấy, cái màu đen đen cái bằng nhựa này. Để bây giờ Vũ chia sẻ với mọi người là tại sao mà nó nguôi nó có gắng tí nhưng mà nó nóng lên á nó lại không có gắng tí. Đấy thì lúc đầu nguôi á là cái này là nó được làm bằng mủ nha mọi người, bằng cao su. Nhưng mà cao su này là cao su loại tốt, loại đặc biệt của nó chứ không phải cao su bình thường nha mọi người. Thì là khi nó nguôi á là cái này nó bắt trực tiếp vào cái lồng. Mọi người đợi Vũ chỉ nhá. Đấy mọi người nhìn thấy kia không? Cái ống mà
màu đen mà vụ chỉ ạ. Rồi nó bắt trực tiếp từ ngoài bình xăng con nha mọi người, ngoài bình xăng con vào lòng là cái trong này đấy. À, vụ cầm nó hơi lắc một tí nha mọi người. Đây mọi người thấy cái vụ chỉ này, cái này nha mọi người, cái này đấy. Thì Vũ vừa chỉ cho mọi người xem mà cái bao tử đấy. Cái này là mình Vũ ở đây Vũ hay gọi là cái bao tử đấy. Thì Vũ nói tới đó như gì, hình như à tới cái rồi, về lòng khí nóng nguội nha mọi người. Khí nóng nguội á, và nó nguội là cái cao su này, cái bao tử đấy nha mọi người. Cái bao tử này á là nó được làm bằng nhựa, nhưng mà nhựa này thì nhựa tốt nha mọi người, nhựa đặc biệt. Thì một cái miệng cổ, cái cổ này á, cái cổ bao tử này á, là nó một ngắn đoạn chứng chứng này thôi nha mọi người. Nhưng mà cái này là vụ mới thay là hết 450 nha mọi người, 450 đấy, là một miệng nhựa nhỏ như thế này mà 450. Thì mọi người biết là nó được làm nhựa tốt như thế nào đấy, đấy. Rồi khi mà nó nguôi á, là cái miếng nhựa nó nguôi là cái miếng nhựa này nó bóp lại, nó chưa nở nha mọi người. Thì nó nguôi nó sẽ chảy ra bình thường, là do nó chưa nở ra, là cái lỗ nó bị lủng, một cái lỗ nhỏ thôi, một cái lỗ nhỏ như là cái kim thôi. Nó bị lụng cái lỗ nhỏ như cái kim thôi, nhưng mà khi nguội nó chưa nở ra thì là cái lỗ đó nó chưa giỏ, nó chưa lon vào được, nên là nó chảy ra thằng ti là bình thường. Nhưng mà đến khi mình cửa cỡ khoảng gần một bình xăng á, là nó nóng lên, nó nóng lên là cái cao su này nó sẽ nở ra. Khi nó nở ra thì cái lỗ đó nó sẽ lon giỏ vào được đấy, là lúc đó mà nó sẽ lon gió vào được, là nó sẽ chạy ga điện nha mọi người, nó sẽ chạy ga điện hoặc là nó tắt đấy. Máy vũ á, thì nó lúc đầu là nó lúc lớn lúc nhỏ, nó ga nó là khi nó nóng lên á, là có lúc á thì nó tắt, nhưng mà có lúc á thì nó chạy mù rơi đấy, là mình không thể nào chỉnh được đấy. Đó, nó vất rất là dữ, mà khi mà Vũ không biết nguyên nhân tại sao. Thì Vũ về thì cũng kiểm tra da bơm, như thường lệ gắng tí thì mình kiểm tra da bơm, hoặc là mình xúc bình xăng rồi mình tìm kiểm tra xem mấy cái ống này, cái ống này là dẫn xăng từ bình xăng lớn lên nha mọi người, bình xăng lớn lên, và mình kiểm tra nó có bị nghẹt hay là nó thiếu gió đồ gì không, thì kiểm tra hết. Thì khi nguôi á thì nó chưa, cái lỗ đó nó chưa hở ra, thì mình nổ lên thì vẫn bình thường đấy. Nhưng mà mình chạy cỡ khoảng một bình xăng á, gần bình xăng á, thì nó lại bị hiện tượng như vậy. Thì cũng nó mình Vũ cũng chịu, Vũ cũng bỏ tay nha mọi người, Vũ cũng không biết là bị bệnh gì đấy. Thì về tháo cả máy ra thì lúc đó là Vũ phải làm cho máy nó nóng lên đấy. Lúc mà khi mà mọi người mà muốn mà tìm hiểu cái bên của nó thì ví dụ nó lúc nào nó sẽ bị, là nguội nó bị hay là nóng nó bị, thì mình muốn tìm bên nó thì mình phải cho nó nóng lên ấy, là nó nóng lên nó sẽ bị cái bên như vậy, thì mình mới là tìm được bên và khắc phục đấy. Thì máy cửa thì nó mình nhìn thì nó bé tí như thế này thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều bên, có nhiều bên là mình không biết như thế nào để mà khắc phục nữa. Thì Vũ á, thì Vũ cũng không phải thợ thầy gì, Vũ chỉ là người sử dụng cửa, mình cửa cũng khá lâu rồi. Thì nhiều lúc có nhiều các bên mình nó phát nó bị, là mình biết nó bị bên gì đấy, nên cái bên gì mà Vũ biết á, Vũ khắc phục được á, thì Vũ chia sẻ cho mọi người. Cũng có nhiều bác vào thử gọi điện rồi nhắn tin Zalo rồi thử thách Vũ các kiểu,
Thì cả gì Vũ biết thì Vũ trả lời là Vũ biết, còn cả gì không biết thì Vũ bảo không biết chứ. Nhiều lúc mà cái không biết mình bảo biết thì mình chỉ cho người ta thì người ta lại không không sửa được, thì có nhiều bên Vũ không biết. Thì mong mọi người xem video thì có bên gì mà Vũ không biết á thì mong mọi người thông cảm nhé. Chứ Vũ cũng không phải thờ thầy gì, thì Vũ cũng không học, không chẳng có ai dạy gì cả. Thì mình Vũ chỉ là sử dụng cũng nhiều máy á, mình sử dụng lâu, mình nhiều khi nó gặp trường hợp gì bên gì thì mình biết mình khắc phục đấy. Thì nó hư nhiều quá, kiểu mình sử dụng mà nó hư nhiều quá, mình sửa được, mình tự sửa được, mình tự tìm ra bền được, mình tự sửa được thì mình biết. Thì mình sẽ trả cho mọi người vậy thôi. À có con có một bên mà nó không bơm xăng nha mọi người, nó không bơm xăng lên á, thì có thể là nó bị nghẹt cái này nha mọi người. Đây mọi người lưu ý, đây là cái lỗ mũi nha mọi người. Thì Vũ hay gọi đây là cái lỗ mũi, cái này là để thông hơi nha mọi người. Cái này kiểu như ván một chiều á, cái này như ván một chiều nha mọi người. Hơi nó vào được nhưng mà nó ra không được, mà lỡ mình như mà nó không bơm xăng á là có thể bị nghẹt cái này nha mọi người, lâu ngày. Thì cái này mình có thể thay hoặc là mình tháo, mình vệ sinh nó. Thì khi mà để xăng nó bơm lên á, xăng nó bơm lên bình xăng con á, thì nó phải có hơi vào nó mới bơm lên được nha mọi người. Nhưng mà khi cái này nó bị nghẹt hay là nó bị bụi bẩn lâu ngày, nó bám nhiều quá, nó không hơi không khí không vào được á, thì có thể là nguyên nhân này là do nguyên nhân không không thể bơm xăng lên được nha mọi người. Thì khi mà cái lỗ này mà nó bình thường á, cái lỗ này nó bình thường thì khi xăng đây nha mọi người, xăng đây thì mọi người lắc lắc, mọi người bịt cái này lại, bịt cái lỗ xăng này mọi người lắc 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 như thế này á, thả ra cái là xăng nó phụt lên à. Thì đấy là máy Vũ nó vừa hết xăng nha mọi người, nó hết xăng không không còn miếng xăng nào cả. Ui, xong đất nhiều ấy, đây nó hết xăng nên nó không phụt nha mọi người. Đặt vệ sinh xong. Rồi, hôm nay Vũ cũng chia sẻ với mọi người về căn bệnh mới Vũ mới phát hiện đó. Đấy, thì nóng máy, mọi người nhớ kỹ nha, nóng máy là nó mất căng tí, nhưng mà nó nguội á là nó có căng tí bình thường. Thì là nguyên nhân là nó bị mọt nha mọi người. Thì mình cứ tạm gọi nó bị mọt cho nó dễ hiểu đi, là nó bị lủng một cái lỗ rất là nhỏ ở nơi cái cuộn bao tử này đấy. Cái bên đây nó khác với cái bên mà nguội máy nổ mà nóng máy không nổ nha mọi người. Cái bên đây á là nguội máy nó có căng tí nhưng mà nóng máy nó không có căng tí, là nó bị cái bên này là bị lủng một cái lỗ rất là nhỏ, một lỗ bằng lỗ kim ở cái cuộn bao tử này đấy. Là khi nó nguội á là cái cuộn bao tử này nó không bọc lại, nó không không nở ra nên gió không lon vào được. Mà khi nó nóng lên á, cái cuộn này nó sẽ nở ra, nó nở ra thì cái lỗ đó nó lồ ra và gió nó lon vào được, thì nó sẽ mất găng tí nha mọi người đấy. Đến đây Vũ cũng xin kết thúc video nha. Nếu bác nào xem video thấy hay thì cho Vũ xin một like và một subscribe đăng ký nha. Xin chào toàn thể mọi người nha.